Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một bộ mẹ con được xin nha các bạn. Bộ này thì chủ báo giá là 48 triệu nha các bạn. Bà mẹ này chữa lại 3B 4 tháng rưỡi nha các bạn. Bà mẹ chữa 3B được 4 tháng rưỡi. Bà mẹ cao 1m27 bò các bạn. Lứa nhì nha. Lứa nhì nha các bạn. Lứa nhì dắt con đực cao 1m15 nha các bạn. Con đực này là sấy tích nghiêm chỉnh, chuẩn nọc luôn nha các bạn. Con đực này là sấy tích nghiêm chỉnh, chuẩn nọc. Giò cẳng xương sóc là lớn, có đòn dốc. Con mẹ thì chữa 3B 4 tháng rưỡi nha các bạn. Bà mẹ để lứa nhì đang chữa là đang ôm chữa là ôm chữa lứa 3 nha các bạn. Bà mẹ sấy tích nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện các bạn. Bà mẹ cao 1m27 bò các bạn. Bà con cao 1m15 bò. Chủ báo giá là 48 triệu. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên video nha các bạn. Con bò được con này là chuẩn nọc luôn nha các bạn. Cao 1m15 bò nha. Chuẩn nọc màu đỏ mặt luôn nha các bạn. Màu đỏ mặt luôn. Có đòn dốc, giò cẳng xương sóc lớn. Sấy tích nghiêm chỉnh là bò đực nha các bạn. Còn bò mẹ cũng vậy các bạn. Bò mẹ cũng là sấy tích nghiêm chỉnh. Chân móng hoàn thiện luôn. Rúng yếm có hết nha các bạn. Bò mẹ là rúng yếm rồi là nghiêm chỉnh, bốn vú đều nha các bạn. Đây. Rúng có, yếm có, bốn vú đều. Đang ôm chữa 3B 4 tháng rưỡi nha các bạn. Sấy tích nghiêm chỉnh. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên video nha các bạn. Còn các bạn thấy không? Rất có đòn. Rất đòn dốc nha các bạn. Chân cẳng xương sóc lớn hết. Con bò đực nghé này là dậu yếm đồ là nghiêm chỉnh, sấy tích nghiêm chỉnh luôn các bạn. Chân là chân móng hoàn thiện, chân móng sò hoàn thiện. Bà mẹ cũng vậy các bạn. Bà mẹ rúng yếm đồ là nghiêm chỉnh, bốn vú đều. Chân móng sò hoàn thiện. Sấy mặt sấy lưng đồ là nghiêm chỉnh hết tất cả nha các bạn. Bà mẹ thì chữa 3B 4 tháng rưỡi. Lứa nhì nha các bạn. Bà mẹ lứa nhì đang ôm chữa lứa 3. 48 triệu. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh bộ mẹ con này lại một lần nữa cho các bạn xem rõ hơn nha. Rồi các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên video nha các bạn. Mình xin báo giá lại là bộ mẹ con này chủ báo giá là 48 triệu nha các bạn.